các bạn. Có những cõi thơ đủ bề thế nhưng lại làm ta nghi ngại. Nó hồn nhiên mang đến những bữa tiệc linh đình câu chữ, nhưng quá nửa hình như không phải vì ta. May mắn thay, cũng có những hồn thơ, tình thơ luôn cùng ta cộng hưởng, làm ta thấy gần gũi và dễ chịu. Tạ Hùng Việt có một hồn thơ, tình thơ như thế. Vốn là một giáo viên dạy toán, tuần tự như đếm, mùa sang, hoa nở, xuân về, ta đều thấy Tạ Hùng Việt đồng hành cùng năm, cùng tháng. Một mùa hè nữa đã đến, một chùm thơ mới về mùa hè, về hoa phượng, về tiếng trống trường, về mùa thi của Tạ Hùng Việt lại xuất hiện đâu đó trên các trang thơ. Xin mời các bạn nghe một chùm thơ mới nhất của anh trong tiết tấu mùa hè tháng 6. Chùm thơ này Tạ Hùng Việt viết theo thể thơ 1-2-3. Thơ 1-2-3 mỗi bài gồm 3 đoạn. Đoạn 1 có 1 câu, đồng thời là tên bài thơ. Đoạn 2 có 2 câu. Đoạn 3 có 3 câu. Mong người về nhặt lại tiếng ve, những gương mặt thiên thần đã đi đâu hết, chỉ còn lại khung trường đầy nắng mênh mang. Hoa phượng bắt đầu rơi vào thênh thang tháng 6. Tôi đi trên lá khô, sợ đau dấu chân người. Dẫu chân trời góc bể, mãi thương về nét phấn tinh khôi. Nắng lụa mong manh trôi qua mùa hoa đỏ, cứ mỗi năm cây phượng già hình như thấp xuống, cánh chim bay đi bỏ lại tiếng ve mơ mộng học trò. Tiếng trống tan trường vẫn những hồi dài lạ quen tít tắp, sau biển biệt cuộc chia xa những thương buồn chát đắng, có hai người rất cũ quay trở về qua cửa lớp tìm nhau. Những cánh phượng còn nguyên màu nâu lạnh, kỷ niệm cứ lung linh trong trang vở không còn trắng nữa. Tất cả vẫn nguyên như mới hôm qua, như chưa xa cách. Lóng lánh suối trưa đầy ắp tiếng ve từ phía rừng trở lại. Gần một đời khôn dại, tôi trông chân thác lũ quay về, để được lấm lem mực tím, thương lại ngày áo trắng chân quê. Những cánh mây bay qua chiều cỏ dại, cao ngạo đua chen miền nhan sắc lạ lùng thần thánh. Tuổi hoa niên ngơ ngác, mối tình đầu xưng tụng ngoa ngôn. Mặt đất đầy hoa và gai góc những thất thường dị biệt, ước những cánh bay chân mây khao khát ra đi mộng mị, nơi loài cây thay lá lại bắt đầu những cuộc hân hoan.